nay đệ tử xin gọi, nay đệ tử xin mời thầy lui bước để bản hiệp đệ tử làm chọn nhiệm vụ. Nay tất cả mọi người thư sinh cứ như tâm hà đấu tranh, bà này cứ nói xâm nhập, các đệ hãy đưa cổ đúc đề ngọc để đại ca xâm nhập vào công phá của chỗ thường chân gia. Wow! Wow! Với cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn toàn thể bạn và các bạn đã quan tâm.
xuyên rất nhiều. Và hôm nay em cháu cũng đến đây dõi cho lớp tuần đó là ngày tập kính của bạn. Trời ta ma sắp về hòa lưu tiểu 8.000 ngày phòng màu. Và trước khi em cháu giàu lòng này đồng quan, nếu em cháu có làm gì bằng lòng bà con các bác và các chị em xin nhìn tình ta thứ bộ qua cho. Như hôm nay bà con, và hôm nay bà con các bác và các chị em ủng hộ như thế này, em cháu cũng xin rất tạm tạm cảm ơn bà con các bác và các chị em rất nhiều ạ. Đó là gì để có thứ chúng ta vận cảm đam để có thứ chúng trong vận và hai đệ này giữa con đất cao cường và mạnh dạn và ở bên trong ta dự tổ là gọi là chúa đồng của ma hoàng giả. Dạ thưa các bác và anh chị em, trong năm này là đầu năm đầu tháng, bà con các bác và anh chị em chúng ta mạng ăn không được xuân sẻ. Thì đối với bà con các bác và anh chị em, ông già là tư thường nói $100,000 cũng có bằng 53,000 bà con các bác và anh chị em bỏ vào đây. Và bà con bạn bán cái bỏ vào đây là 5,000, 10,000 để bỏ những cái xu thế rồi, để cho quỷ ma nó lấy những cái xu thế rồi đầu năm đầu tháng của mình đi. Và đem những cái ma mắn toàn thể bà con các bác và anh chị em. Và đối với bà con các bác, chúng ta là người nông dân sáng mắt, có cái ngày mùng 3 mùng 5 bà con các bác và các chị em không đi chùa đi miếu. Thì hôm nay bà con các bác và các chị em bỏ vào đây 50,000, 200,000 để cho quỷ ma nó lấy những cái xu thế rồi đầu năm đầu tháng của mình. Yeah.
Yeah.